In 3D sinh học là quá trình mà các cấu trúc giống như mô được in, sử dụng mực in sinh học chuyên dụng và tế bào sống để sửa chữa các bộ phận bị tổn thương hoặc mạch máu bị vỡ. Việc sử dụng tế bào sống trong quá trình này cho phép các cấu trúc nhân tạo có thể kết hợp tự nhiên với cơ thể và tiếp tục phát triển. Ở thời điểm hiện tại, chất liệu sinh học được tạo ra bên ngoài trước khi đưa vào cơ thể thông qua phẫu thuật xâm lấn, do đó tiềm ẩn nhiều biến chứng. Với robot F3DB, phần đầu in của robot được thiết kế để uốn cong và xoắn, sử dụng thủy lực. Vòi in có nhiều chức năng. Đầu tiên là dao mổ để bóc tách các lớp mô và loại bỏ khối u, sau đó phun nước làm sạch trước khi in 3D sinh học. Robot mềm rất thích hợp để sử dụng trên cơ thể con người, bởi vì chúng làm từ những chất liệu như silicon elastomer, giúp đảm bảo sự an toàn khi tương tác với cơ thể sống. Điểm mạnh thứ hai là robot mềm có tính linh hoạt cao và có thể len lỏi vào bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Phiên bản nguyên mẫu có đường kính khoảng 11-13mm, tương tự như một thiết bị nội soi thông thường. Các chuyên gia đang nghiên cứu để có thể thu nhỏ kích thước của robot.